ca này đặc biệt, cái bệnh này trong mấy năm nay qua chỉ có 3 ca, đang được tranh thủ cơ hội. Xong bệnh nhân này nam 63 tuổi, tiền căn nghiện rượu hoãn ha, đã có sơ gan rồi, đã biết sơ gan cách đây mấy năm, nghiện thuốc lá luôn nha. Mà nhập viện vì cái đau bụng nôn ói, cứ đau cái mỏ, đau cái mỏ, dạ đau cái mỏ, dưới bụng, bơm hầm cũng không, không ở dưới thấp ở trên cao, đau liên tục, đau quặn từng cơn, lâu lâu mới quặn lên, lâu mới đau quặn, cơn, ha, nôn ói, bạn nhìn, thấy nhìn luôn không, nhìn kẹ, đồng ý không, thấy màu vàng không, vàng là chứng tỏ là hai điều. Chưa, hai điều thứ nhất là nôn và dịch mộc ha, chứng tỏ là nôn cái chỗ tắc đấy, không bàn đã tắc rồi, có tắc rồi ha, đúng không, đau bụng có nôn ói, có tắc rồi. Thấy cái màu vàng là chứng tỏ hai đường, một là gì, một là mà cái chỗ tắc nằm bên dưới tá tràng nữa, thứ hai nữa là nó mới động lâu cho nên nó mới chuyển sang màu vàng, có dịch mộc, có vai trò, có vi khuẩn màu vàng nha. Ngoài gì nữa, bệnh nhân thở rất là lành mạnh nha, nhìn cái hõm ức của bệnh nhân, cái hõm ở trên cổ bệnh nhân cũng là thấy nó hõm sôi rồi, đúng không chứng tỏ bệnh nhân có vấn đề về phổi nha. Cụ thể là gì, chắc là có tiêu khủng nha, gan là tiêu phổi có vấn đề hết. Bây giờ đến cái thứ tư là gì, nó hội chứng tắc ruột ha, để xem nó tắc ở đâu nha. Cũng có thể nằm xuống thôi, mình không qua phần khám dấu hiệu sơ gan đi nhé, những cái cổ tim gì đó, thả lỏng cái bụng nè, thả lỏng, ta thấy là làm thành bụng thì sao, nó chướng không, thành bụng chướng không, chướng nó chướng, mà tập trung chướng ở phần giữa gì hơn, hình như bên trái nó lại chướng nhiều hơn bên phải, đúng chưa, mà hệ nội thành bụng quá nhiều, ha, rồi nghe tiền sâu, lấy con nghe thử xem. Nghe âm ruột tăng. Rồi, tiếp qua hai trên một xe. Còn cái này đã lỏng, đã lỏng rồi. Phần hai khúc chậu thì mềm, phần hông hai bên cũng mềm nha, nguyên cái vùng thượng vị đây, cái vùng này chỗ này sẽ được cái khối chỗ này đầy căng căng. Lúc nãy có một khối lên thì đã đặt túi lò viên vô như nó sẹp, là nó khối nó gồ lên chỗ nào vậy, chỗ này nó không nguyên khối lên, gồ lên hả, gồ lên đặt lò viên như nó sẹp, gồ lên cao to không, to khoảng 3x3 gồ lên cũng chỗ đấy, dạ đúng rồi, lắc bụng không có tiếng lọc sọc, chắc chắn mới đặt cái lơ viên xong cho nên không có ha. Giờ có cái hội chứng tắc ruột nha, hội chứng tắc ruột này tắc ruột cao, tại vì sao, cái phần hố chậu hai bên nó mềm, khối cái khối này nó chỉ tập trung ở giữa bụng ở trên, cũng chưa tắc ruột cao, lý do tại sao tắc ruột cao, tắc ruột cao là gì, tại vì cái tắc nó nằm ở đâu, ở hống tràng trở lên, những cái vai đầu tiên hống tràng trở lên nha, nôn là dịch mật, đúng chưa, có hội chứng tắc ruột có nôn là dịch mật nha, vùng hai hốc chậu thì lại xẹp nha. Thật ra trên lâm sàng chúng ta khám cái này chỉ khám không thì chúng ta sẽ không có nhận định ra đâu, chỉ biết là có bế tắc của ống tiêu hóa thôi, chắc chắn lâm sàng mà như đó cũng đủ để đạt yêu cầu, chắc chắn có bế tắc ống tiêu hóa, tắc ở đâu, vị trí nào, do nguyên nhân gì đấy, thì lâm sàng thầy nghĩ trường hợp này bó tay đấy. Chỉ biết tắc là ông biết tắc ruột, thứ hai nữa nếu kỹ lắm thì biết là tắc ruột cao, do nguyên nhân gì, từ bệnh nhân
có tiền căn về về gan về phổi thế này, lớn tuổi thế này là cái vấn đề khó. Ha, vấn đề đó sẽ được giải quyết bằng những phương tiện cho nó hình ảnh có cái hình rất đẹp. Nha. Bây giờ chúng ta vô chúng ta xem là chúng ta sáng rõ ra liền. Nha. Tắt đi. Anh nghĩ thấy